Tương sư trong 24 tâm thiện dục giới, 8 tâm thiện, 8 tâm quả, 8 tâm duy tác. Có sách viết là tâm hạnh, tâm tố làm con hơi nhầm lẫn. Xin sư giảng cho con rõ tâm hạnh, tâm tố là tâm nào? Ở trong 24 tâm tình hảo dục giới đó, thì mình có tâm thiện dục giới tình hảo ha, rồi cái tâm cái tám cái tâm tâm quả, tám tâm quả và tám cái tâm duy tác. Thì cái tâm duy tác này đó, nó có nơi thì gọi là tâm tố, có nơi thì gọi là tâm hạnh, thì nó là một thôi nha sinh thưa, nó là một thôi chứ nó không phải là hai đâu nha, nó là một. Tại vì quý vị cứ so đi, ở trong 24 tâm thiện dục giới thì nếu như nó không phải là cái tâm đại thiện, nó không phải là tâm đại quả, thì nó chỉ còn ba tám cái tâm còn lại thôi.